Thưa quý vị, là loại đặc sản quý hiếm có giá đắt nhất trong các loại cá được đánh bắt ở Phú Yên. Cá bò hòm hay còn gọi là cá thiết giáp hay gà nước mặn đang được bán với giá lên tới 2.500.000 đồng một ký. Loại gà nước mặn này có lớp thịt dai, ngọt thơm và trở thành loại hải sản được nhiều người yêu thích. Theo ngư dân tại địa phương tại Phú Yên, cá bò hòm trong tự nhiên còn không nhiều. Chúng là giống cá chậm lớn nên mất 3-4 năm mới có trọng lượng lên tới 1 ký. Cá này thuộc dòng thiên nhiên quý hiếm, khó nuôi. Hiện chưa có cơ sở nào gom nuôi. Giá 1 ký cá bò hòm bán ra tại bè là 1.300.000 đồng. Còn tại các nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, cá bò hòm tươi sống được bán với giá lên tới 2.500.000 đồng một ký. Tuy nhiên, để được thưởng thức chúng, người mua phải đặt hàng trước cả tuần hoặc cả tháng.